Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và bây giờ thay tất cả những lời cảm ơn của ban chấp hành đoàn phường thì ngay sau đây xin mời em sẽ cùng nắn lại sân khấu và xin được giới thiệu với sân khấu đồng chí Lê Thị Khoa, bí thư đoàn phường với một món quà tuyệt vời xin được dành tặng đến các em thay những lời chúc mừng và gửi gắm những điều hy vọng trong những chương trình sắp tới của đoàn phường các bạn. Một trong các lễ lớn để chúng ta cùng cảm ơn với sự hiện của các chị bạn đến từ trường Trung học Cơ sở Phường Đông Ngạn. Vâng, kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý khách quý cùng các cô các chú các bác, cựu cán bộ đoàn viên.